ngày 15 tháng 10 năm 2022, công đoàn cơ sở Việt Tinh Banh chi nhánh Châu Đốc tổ chức hội thi cắm hoa và hát karaoke năm 2022 chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2022 tham dự hội thi với 4 đội tham gia, trải qua hai phần thi gồm cắm hoa và hát karaoke. Hội thi đã diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi với các tác phẩm cắm hoa nghệ thuật, có nội dung ý nghĩa sâu sắc và tham gia thi hát karaoke với các bài hát ca ngợi về tình yêu quê hương, đất nước, về công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, về truyền thống bất khuất, anh hùng, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất thuộc về đội 4, phòng giao dịch tỉnh biên, khách hàng, doanh nghiệp, hỗ trợ tín dụng, giải nhì thuộc về đội 1, phòng giao dịch Nam Châu Đốc, bán lẻ, và đồng giải 3 thuộc đội 3, phòng giao dịch Tân Châu, dịch vụ khách hàng, và đội 2, phòng giao dịch An Phú, tổ chức hành chính tổng hợp. Thông qua hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ người lao động tại các đơn vị có điều kiện giao lưu học hỏi, thể hiện nét đẹp văn hóa công đoàn viên Việt Tinh Banh tạo mối quan hệ thân thiện, đoàn kết cũng như phát huy tài năng sáng tạo của đoàn viên công đoàn Việt Tinh Manh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.